Hello, chào tất cả anh em. Thì sau cái trailer tương đối vui vẻ đó, mình sẽ đi vào nội dung chính luôn để nói về cái việc nuôi huyết long chúng ta nên sử dụng phong đen hay là phong trắng, như những cái ưu nhược điểm và những đóng góp khuyến cáo của mình đến với các anh em chơi cá. Thì đầu tiên để nói về phong đen, thì khi bạn nuôi huyết long bạn sử dụng cái phong đen thì từ ngày đầu mình chơi cá cái tay cỡ 5-6 năm, thì cũng có lần mình có liên hệ với cái trại N1 Niwon Red để mình hỏi, thì ở bên trại ở bên Indo đó có đã từng có trả lời với mình là khuyến cáo với mình là nên nuôi phong đen để cho con cá nó có sự phát triển về màu tốt nhất. Đó cũng là lý do mà rất phần đông các anh em là chơi phong đen và mình cũng vậy thôi. Thì phong đen á, đầu tiên là các bạn nuôi con huyết long á, thì màu nó sậm hơn, nó đậm hơn là phong trắng. Thì nó do cái cơ chế thích nghi con cá thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường xung quanh đó. Một kiểu giống như ngụy trang thường thấy ở các loài động vật, nhất là tắc kè, thì con cá nó sẽ có xu hướng nó tiệp màu với cái phông nền, với cái background, thì do đó cái màu của nó sẽ sậm và đậm hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nuôi phong đen thì nó ít lên rêu hơn hơn là phong trắng, hoặc là nếu nó có lên rêu thì nó cũng dễ nhìn hơn, nhìn ít dơ hơn, kiểu như mình mặc áo đen mà có bẩn thì cũng 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 khó nhìn hơn vậy đó. Do đó là ai lười á, thì nuôi phong đen nó cũng sẽ tiện lợi hơn. Cái thứ ba là nuôi phong đen thì các bạn sẽ tốn nhiều đèn hơn, bởi vì cái màu đen của cái background nó sẽ hấp thụ cái ánh sáng. Giống như mình mặc áo đen ra ngoài trời thì nó sẽ cảm thấy là nóng nóng được hơn là mình mặc áo sáng màu. Thì do đó các bạn muốn hồ sáng thì các bạn phải tốn nhiều đèn hơn, muốn con cá nó hấp thụ ánh sáng nhiều, muốn tanning một con huyết long thì các bạn bắt buộc phải dùng nhiều đèn hơn, cường độ đèn nó phải cao hơn thì con cá nó mới hấp thụ được tốt. Sau thời gian trải nghiệm mà mấy năm trời thì mình cảm giác là mình thích nuôi phong đen hơn, và càng ngày á, mình chơi càng đơn giản hơn, mình chơi toàn bộ là phong đen trơn luôn, không có họa tiết, không có hoa lá cành 3D 4D tranh ảnh này nọ. Thì cái phong đen trơn nó khi bạn ngắm á, nó có tập trung vào cái con cá hơn, chứ hình ảnh á, nó đánh lừa cái thị giác, mình không có tập trung vô con cá. Và các bạn cứ tưởng tượng ha, trong một không gian phòng, không gian đặt hồ cá, các bạn tắt hết đèn phòng, đèn xung quanh và mở một cây đèn hồng hay là một cây đèn trắng, thì cái hồ nó sáng bật lên, con cá nó bơi ung dung khoan thai oai vệ, và chúng ta nằm chú ngoại ngắm trong một không gian tĩnh lặng ấy, nhìn nó rất là đẹp, rất là ma mị, mình rất là thích cái kiểu như thế. Tiếp theo là sẽ nói về phong trắng. Thì khi các bạn nuôi con cá huyết long ở trong phong trắng, điều đầu tiên là sẽ thấy màu nó nhợt nhạt hơn, nó nhạt hơn và tái hơn là ở trong cái phong đậm màu. Thì theo cơ chế như mình đã nói trên là thay đổi màu sắc của con cá cho nó tiệp với môi trường xung quanh đó, thì màu nó sẽ nhạt. Nhiều khi các bạn sẽ thấy nó cam cam, vàng vàng, nhiều con nó vàng khè như bối. Đó là điều mà dễ thấy nhất. Nhưng mà nuôi trong phong trắng á, một khi con cá nó lên màu hoặc nó đỏ thì các bạn sẽ thấy là cái màu nó nhìn sạch hơn, vảy nhìn sạch hơn và nổi bật hơn. Điều đó tất nhiên rồi, màu đỏ với màu trắng thì sẽ nổi bật hơn là màu đen với màu đỏ. Cái điều thứ hai ở phong trắng đó là
cái phông trắng nó lên rêu rất là nhiều, lên rêu rất là dữ khi mà các bạn đánh nhiều đàn, mở nhiều đàn trắng. Thì sau một thời gian thì cái phông trắng của các bạn nó sẽ trở nên màu cháo lòng hoặc là tranh 3D, 4D vằn bện thôi. Thì không có cách nào khác là các bạn phải chùi hồ, phải thả nhiều cá dọn hồ thôi. Còn mà mấy ông nào mà lười trong cái việc dọn vệ sinh hồ thì mình nghĩ tốt nhất là quên cái phông trắng đi. Cái điều thứ ba ở cái phông trắng đó là các bạn sẽ tiết kiệm được đèn hơn, cái hồ nó sẽ sáng hơn. Do là khi các bạn mở đèn thì cái màu trắng nó sẽ phản xạ ánh sáng, ánh sáng sẽ tập trung vào con cá hơn, và đánh đèn nó cũng tốn công sức đèn hơn. Nhưng mà lưu ý là các bạn nên sử dụng những cái decal trắng mà đục mà nó loại dày á, càng dày càng tốt, chứ nếu mà sử dụng cái decal mỏng thì ánh sáng nó thoát ra ngoài thì cũng như không thôi. Và cuối cùng mình đi đến cái kết luận và khuyến cáo với các bạn là tốt nhất các bạn nên chơi huyết long phông đen. Nó sẽ nhàn hơn, tiện lợi hơn và dễ nuôi hơn. Thời gian gần đây cái phong trào nuôi huyết phong trắng nó trở nên một trào lưu. Các anh em thích trải nghiệm, thích chơi phong trắng. Các em thấy những cái người anh, những người nghệ nhân nuôi những con huyết phong trắng đẹp, đỏ này nọ, các bạn thích, bạn làm theo, nhưng các bạn đâu có biết rằng các anh, các nghệ nhân nó đã tốn bao nhiêu công sức tích lũy, bao nhiêu cái trải nghiệm, và các bạn đâu biết người ta bỏ ra cái số tiền lớn như thế nào để mua một con cá với cái phẩm chất tốt như thế. Và nói thật với các bạn là ở Việt Nam này được bao nhiêu con cá đỏ ở phông trắng, thiệt tình với các bạn là đếm trên đầu ngón tay thôi, không nhiều đâu. Nhưng mà những con cá đỏ phông đen rất là nhiều. Một số anh em nuôi huyết phông đen một thời gian, sau đó mới thay đổi, mới đưa qua phông trắng, thì sẽ gặp cái tình trạng là con huyết nó tái mét, nhợt nhạt, có con mất mẹ nó màu luôn. Rồi nhiều con nó nuôi một thời gian dài nó cũng chưa hồi được, nó cứ như con bối vậy. Thậm chí mình nói với các bạn là có nhiều con không bao giờ nó hồi màu lại được luôn. Đó là cái điều mình đã từng trải qua và cũng đã chứng kiến nhiều anh em chơi gặp trường hợp như thế. Nên tốt nhất là các bạn nuôi đừng có nên thay đổi phông nền nhiều quá, để trong cá nó ổn định là tốt nhất. Mình đặc biệt khuyến cáo đối với các anh em mới chơi cá, mới nuôi huyết long hoặc là có một con huyết long, thì tốt nhất các anh em nên chơi phông đen đi, đừng nên nuôi phông trắng. Khi mà các anh em tích lũy được kinh nghiệm và có thể giải quyết được các vấn đề xảy đến với con cá của mình thì các anh em hãy trải nghiệm. Hoặc là các anh em có đủ cái độ siêng, có đủ thời gian để mà chu đích chà hồ tối ngày á thì chơi. Hoặc là các em đủ kiên nhẫn, đủ thần kinh thép để mà chạy cùng con cá chảy mà qua một cái thời gian dài nó mới lên màu. Nhiều ông thì nuôi thấy nó chậm lên màu rồi bắt đầu than, bắt đầu mất kiên nhẫn, rồi nhiều ông bán mẹ luôn cá. Các anh em nào thực sự muốn nuôi con cá huyết long ở phông trắng thì mình khuyên các anh em nên nuôi từ lúc size nhỏ, nuôi lúc từ nhỏ và đến lớn luôn, đừng có thay đổi phông nền nhiều. Cứ thế mà nuôi, thay đổi phông nền chỉ làm cá nó tổn và nó tụt màu mà thôi. Và một số anh em có nhiều cá huyết long á thì có con này con kia thì các em nên trải nghiệm. Giống như mình có 5-6 con huyết thì mình cũng muốn nuôi một con ở trong phông trắng để mà trải nghiệm so sánh này nọ. Chứ nhiều anh em chỉ có một con cá huyết long rồi nuôi phông trắng, nó chậm lên màu rồi nó tái hơn cá người ta, rồi lúc đó mới so đo, mới mất kiên nhẫn.
đó là điều không nên hết các bạn. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả anh em đó là phông nền hồ cá không phải là yếu tố quyết định tất cả cái việc lên màu của một con huyết long đâu. Và các bạn cũng nên đừng nên cường điệu hóa với cái vấn đề phông đen phông trắng này họ. Vấn đề của con huyết cần đó là sự ổn định của môi trường cho nó sống thôi. 50% là quyết định là ở nằm ở tố chất và 50% còn lại đó là cách chơi. Cách chơi nó bao gồm nhiều thứ, nước, đèn, chế độ ăn, thức ăn này nọ. Các bạn nên giữ cho con huyết long ở một cái môi trường sống ổn định, được chăm sóc tốt thì màu nó sẽ phát triển tốt. Trên đây là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em về vấn đề phông nền hồ cá. Hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho các anh em trong việc lựa chọn phông nền cũng như chăm những chú cá của mình ngày càng đẹp hơn. Thì sẽ không thể nào tránh khỏi những thiếu sót. Anh em có ý kiến gì hay hoặc là ý cần thảo luận thì có thể comment ở phía dưới. Chào anh em, hẹn gặp lại ở những cái clip sau. Xin chào.